ơi, Loan hả? Chị trong bếp nè. Chào cô đi con. Chào cô. Ngoan quá. Khoan, chị cho em gửi bé Phúc An chút xíu nha. Em đi ra ngoài có công chuyện. Mà trời nắng quá, để cho bé đi tội nghiệp nó. Lại đây đi con. Ủa, mà bé Hoàng Anh đâu rồi chị? Má chị đâu với bà đó. Chị hả? Bé An ngồi đây chơi với cô nha. Lát nữa anh Hoàng Anh về, bé An ra chơi anh Hoàng Anh ha. Ôi trời ơi, bé An hả miệng đâu cô coi coi. Ôi, sao răng bé An đều mà trắng quá vậy nè. Con đánh răng 2 lần. Ông, con nghe đánh răng 2 lần, giỏi quá vậy. Con có hay ăn kẹo không? Dạ. Dạ không? Ôi, chẳng bù cho Hoàng Anh nhà chị. Lười đánh răng mà hay ăn kẹo nó cho nên giờ súng răng trơn rồi. Trời em xem hay quá vậy. Chứ bây giờ hả, Hoàng Anh nó hứng thì nó đánh răng, còn nó không hứng là nó không đánh à. Trời ơi, chị phải tập cho bé từ nhỏ chứ. Chứ không để nó thích thì đánh, không thích thì không đánh, đâu có được. Trời ơi, nó lười lắm. Mà giờ là chị nghĩ, biết sao không, răng sữa mà. Bây giờ em chăm sóc mốt cũng thay răng vĩnh viễn rồi chăm sóc luôn. Trời, ai nói chị như vậy? Răng sữa mà chị không chăm sóc kỹ thì làm sao mà có răng vĩnh viễn đẹp được. Ý em là răng sữa ảnh hưởng đến răng vĩnh viễn hả? Đúng rồi, không tin em chị có thể hỏi bác sĩ nha khoa. Tại vì răng sữa mà nó bị hư thì mình sẽ phải nhổ đi, mà lúc đó quá sớm thì cái mầm răng vĩnh viễn nó mọc lên thì nó rất là khó và chậm nữa, đôi khi nó còn bị lệch nữa đó chị. Mà bác sĩ nói em là có thể là bé sẽ bị ngọng nữa. Em nói thiệt á hả? Em nói thiệt. Bởi vậy em chăm sóc cho bé Phúc An rất là kỹ từ lúc mà nó còn nhỏ xíu à. Lúc đó răng còn chưa mọc, mới lại nú thì mới còn cứng lại thôi. Khoảng 4 đến 5 tháng. Giỡn hoài. 4-5 tháng là con mình còn đang bú sữa mà chăm sóc cái gì. Em đâu có nói giỡn với chị. Chị biết làm sao không? Bác sĩ nha khoa chị em rất là kỹ. Trước khi mà bé nhú răng lên á, hoặc là răng mọc lên á, thì mình sẽ cho bé uống một cụm nước sau khi uống sữa, hoặc là ăn bột ít nhất là 1 ngày 1 lần. Mình lấy băng gạc cuốn vô tay vậy nè, sau đó chùi răng cho bé, chùi cả bên trong lẫn bên ngoài. Còn có người kỹ hơn như vậy rồi mai mốt đâu thành thói quen tốt được. Thì em nói gì thấy cũng có lý. Mà tại vì lúc trước chị cho răng của bé chắc và khỏe. Đặc biệt khi mà buổi tối nếu mà bé có uống sữa thì nhớ cho bé súc bằng nước lọc nha, chứ không là bé sẽ bị sâu răng đó. Trời ơi, hên là bé Hoàng Anh nhà chị như bé Phúc An nhà em qua cái tuổi uống sữa đêm rồi ha. Mà bị cái tội là ăn kẹo. Có lẽ là mình phải hạn chế ăn cho các bé ăn kẹo nữa ha. Nếu mà chị có cho bé ăn kẹo thì nhớ cho bé uống nước hoặc súc miệng sau đó nha. Rồi chị biết rồi, chị sẽ cố gắng tập cho Hoàng Anh, chứ không thôi sau này tốn tiền nha khoa thẩm mỹ nữa. Đúng rồi đó chị. Thôi em tranh thủ đi về đi, để Phúc An cho chị lo cho. Em quên mất, Phúc An ở đây với cô nha, nhớ ngoan nha con. Em đi có việc chút xíu em về liền nha. Mẹ đi nha. Rồi Phúc An ở chơi với cô nè, để xíu anh Hoàng Anh về nha.